Xin chào các bạn, là Aqua Kim Giang. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm máy sủi khí model là Zebo 9970. Đây là loại máy sủi khí tích điện với công suất là 3W trên giờ và lưu lượng khí là 8 lít trên 1 phút. Máy sủi khí này thì có hai vòi, thì được trang bị 4 mét dây sủi, hai quả sủi, đây là ổ cắm và hai van một chiều để tránh cho nước tràn từ bể cá qua dây sủi vào trong máy gây hỏng máy. Máy sủi này thì có hai chế độ, đấy là chế độ chạy liên tục khi mất điện, là có thể chạy khi mà mất điện được 24 giờ và chế độ chạy tiết kiệm điện là chạy được 35 tiếng khi mà mất điện. Máy sủi này cũng có chế độ để điều chỉnh to nhỏ và lưu lượng khí vào trong bể to hoặc nhỏ. Máy này thì cũng thích hợp để cho các anh em có thể cầm đi xa khi đi câu để sục khí, để tạo oxy cho cá trong quá trình câu cá. Cắm nguồn điện vào trong máy thì máy sẽ có báo hiệu đèn màu đỏ. Giờ máy đang chạy cắm điện. Và sau đây mình sẽ cắm vào trong các cái quả sủi như lượng khí cho các bạn. Đây là lưu lượng nhỏ, mình sẽ tăng dần lưu lượng lên để cho các bạn có thể thấy rõ hơn. Máy chạy rất là khỏe, có thể dùng cho các bể cá từ 90 phân đến 2 mét, và các bạn cũng có thích hợp để cầm đi câu. Sau đây mình sẽ rút sạc điện ra, máy sẽ chuyển sang chế độ chạy tự động. Các sản phẩm máy sủi khí này thì cá cảnh Kim Giang có phân phối trên toàn quốc. Các bạn đặt hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình. Các sản phẩm sẽ được giao trên toàn quốc.